Chào các bạn. Hôm nay mình thực hiện video này là nhờ các bạn trợ giúp. Bởi vì cái tên của mình là bị ghi vào trong cái sổ đen. Đó. Rồi trây trét đến người ta trây trét đến các cái trường học. Đó, bêu xấu. Cho nên á là cái bọn khủng bố CS nó tìm cách là phá hoại những cái kênh YouTube mà các bạn gọi là quý mến mình đã đăng tải lại ở trên YouTube, thì bị cái bọn khủng bố mạng CS nó tìm cách đánh phá. Thì cứ mỗi lần mà cái kênh nào mà đưa lên trên YouTube đó, thì khoảng độ tầm vài ba tháng có số người theo dõi là 2.000 người, là lập tức là cái bọn khủng bố mạng CS nó đánh phá. Thì vừa rồi á, mình có xem một cái video của một anh. Thì anh này nói rằng á, là khi mà các bạn xem video của bất cứ người nào, của bất cứ người nào mà các bạn thương mến, mà nếu mà các bạn thấy hay đó, thì các bạn chịu khó, các bạn bấm like, rồi các bạn cũng ghi thêm đó là please don't remove this video, xin vui lòng đừng có gỡ bỏ cái video này. Đó, thì cái đó là cái ý kiến của một cái người anh. Đó, để chi? Để nhiều cái kẻ khủng bố mạng CS nó đánh phá, thì YouTube người ta không có gỡ cái video, gỡ nguyên cái kênh đó đi. Đó, thì mình thấy ý tưởng đó cũng là một ý tưởng rất là hay. Đó, tuy nhiên mình suy nghĩ kỹ thì mình thấy nó cũng lại là đấu không lại cái bọn khủng bố mạng CS đâu. Là bởi vì giả sử như á, một cái kênh mới ra, và cho dù là có 2.000 hoặc là thậm chí là 3.000 đi, nhưng mà nó sẽ đánh sập, đánh sập trước khi là cái kênh đó quá quá đông. Thì cho là 3.000 là dữ dội rồi, là nó đã đánh rồi. Thì nếu như 3.000 người mà vào mà like và đồng thời cũng comment là please don't remove this video, thì là sẽ coi như là được tối đa maximum là cũng được 3.000 cái comment. Trong khi là cái đội ngũ khủng bố mạng mà tự xưng là an ninh mạng đó, thật ra là khủng bố mạng CS mà tự xưng là an ninh mạng, thì cái bọn này nó lại đông là cho là 1.000 người, ít nhất là 1.000 người các bạn, rất là đông. Và mỗi một người khủng bố mạng như vậy là sở hữu 10 cái máy tính, trang bị 10 cái máy tính với 10 cái nickname khác nhau. Và họ chỉ cần là ở bên cấp trên ra lệnh là bây giờ sẽ triệt tiêu cái kênh YouTube nào, thì là lập tức 1.000 người này sẽ truy cập vào 10 cái máy tính. Và trong vòng 1 ngày thôi các bạn, vô thứ nhất là report, báo cáo đúng không, thứ hai là dislike, và thứ ba là comment. Đã, để mà đánh phá cái kênh YouTube đó. Thì các bạn thấy 1.000 cái báo cáo xấu. Đã, nó gọi là nó báo cáo vi phạm là nguyên tắc cộng đồng. Đồng thời sau đó 1.000 người nhưng mà lại 10 cái máy tính, người ta được là được 10.000 cái báo cáo. Đồng thời nếu như mà nó chơi dơ á, nó sẽ vào từng cái máy tính, nó đổi IP.
và nó truy cập vào cái nick khác, nó lại tiếp tục báo cáo. Nó chỉ cần làm hai lần như vậy thôi. Mỗi một thằng khủng bố mạng nó quất hai lần trên 10 cái máy tính, coi như là tự tựa như là nó đang sử dụng 20 cái máy tính. Tức là cái kênh đó trong vòng một ngày sẽ nhận được 20.000 cái comment xấu, cái báo cáo, cái report và cái deadline. Thì là đương nhiên là YouTube người ta là tự động mà các bạn, người ta xử lý tự động mà. Cái kênh nào mà tự nhiên báo cáo kịch liệt như vậy thì chắc chắn là cái kênh đó bị sập. Đó. Cho nên là nếu mà thật sự mà khủng bố mạng CS mà nó không phá đó thì không có cái cách nào, cho dù cái kênh đó là nằm ở nước ngoài đi nữa, đó thì cũng không có cách nào mà chống lại được đâu. Hơn nữa thì chúng ta cũng biết rằng á, hay là đối với một cái quốc gia độc tài thì cái doanh nghiệp chủ yếu lại là doanh nghiệp của là tà quyền, ta gọi là doanh nghiệp tà quyền đó. Và cái doanh nghiệp tà quyền này á thì nó lại rất là nhiều vốn, và nó lại đi quảng cáo ở trên là YouTube đó. Và nếu như không, nếu như YouTube mà không ngồi nói chuyện với nó thì nó nói rằng là nếu mày không đàm phán với tao thì tao chỉ đạo xuống cho tất cả những cái doanh nghiệp tà quyền của tao nó ngưng quảng cáo. Nếu là doanh nghiệp tư nhân thì không nói gì, nhưng mà đây là doanh nghiệp của tà quyền không, doanh nghiệp lớn. Còn doanh nghiệp tư nhân thực ra là những doanh nghiệp chút chút, những doanh nghiệp nhỏ nhỏ thôi. Đó. Mà doanh nghiệp nhỏ thì tiền đâu quảng cáo. Chỉ có doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp của tà quyền. Đó là cái doanh nghiệp mà nó làm ăn dựa trên cái mối quan hệ, dựa trên là cái sân sau. Đó. Hoặc là nó cấu kết với tà quyền để mà nó lập ra những cái công ty lớn như vậy. Rồi nó quảng cáo. Thế bây giờ nếu như không ngồi nói chuyện với nó là nó sẽ chỉ đạo xuống cho tà quyền, tức là tà quyền nó chỉ đạo xuống cho các doanh nghiệp của nó đó ngưng quảng cáo. Đó là việc thứ nhất, là mất với cái doanh thu. Cái việc thứ hai đó là chúng ta thấy đối với cái quốc gia độc tài, mà các bạn biết mình đang nói quốc gia nào rồi, là người ta thống kê cái này có số liệu đàng hoàng chứ không phải mình nói bậy. Đó là các cái người dân ở quốc gia đó rất là hay đi vô coi YouTube. Khoái lắm, khoái vô coi YouTube. Thậm chí họ coi rất là nhiều tiếng đồng hồ một ngày. Có thể 3 tiếng một ngày trung bình. Như vậy thì chứng tỏ mà lại là quốc gia đông dân nữa chứ. Quá đông dân, đông thứ 13 trên thế giới. Vậy thì đây là một cái thị trường quá béo bở. Thứ nhất là khách hàng, tức là người xem quá nhiều. Và thứ hai là cái doanh nghiệp quảng cáo cúng tiền cho YouTube là toàn là doanh nghiệp độc tài. Cho nên là YouTube sẽ không có bỏ cái thị trường này đâu. Đó là lý do họ sẽ ngồi họ đàm phán với lại tà quyền độc tài. Mà khi họ đàm phán như vậy thì những cái nhà hoạt động, những người hoạt động, rất nhiều người hoạt động mà bất lợi cho tà quyền thì sẽ bị khóa kênh. Đó. Cái đó là cái chuyện đương nhiên rồi. Đó. Đó là theo cái suy luận của mình, cũng như là mình tham khảo cái bài phân tích của một cái anh bạn
mà mình không tiện nói tên. Thì vừa rồi anh có điều tra, anh có điều tra mất một tuần đó các bạn. À, mất hơn một tuần, anh điều tra mất hơn một tuần để mà anh ra được cái thông tin như vậy và đưa ra được một số cái giải pháp. Thì mình không biết là cái suy luận của mình là nó có chuẩn hay không, thì đó cũng là cái suy luận mà thôi, mang tính tham khảo mà thôi. Tại nhiều khi á là suy luận của mình nó cũng không có chính xác, cho nên là nếu như có cái gì mà nó không đúng thì cũng mong các bạn góp ý, hoặc là thậm chí nếu mà mình thấy mà mình nói sai quá thì mình xóa luôn cái video này. À, vậy thì mình nhờ các bạn là khi các bạn xem cái video của mình, xem bất cứ cái video nào của mình cũng như là của bất cứ những cái anh chị em nào mà hoạt động khác ở trên trên mạng mà các bạn xem video bạn thấy hay á, thì rất là tha thiết nhờ các bạn download cái video đó về và các bạn up lại. Tại vì cái kênh mà các bạn xem á nó sẽ bị khóa bất cứ lúc nào, vì làm sao mà chống lại được, bị khóa bất cứ lúc nào, khóa ngay tức khắc. Nếu như mà tà quyền độc tài mà nó chỉ đạo là quánh cái kênh đó là cái kênh đó phải sập thôi. Cho nên nó ví dụ ngày hôm nay bạn coi được nhưng mà chưa chắc rằng là một tháng nữa bạn sẽ còn coi được, thậm chí ngày mai nó bị mất rồi. Thế thì nó làm thật sự là làm rất là mất công cho bản thân mình. Ví dụ như mình đưa cái video đó lên, là đưa video đó lên xong cái bắt đầu làm còn cũng cực lắm các bạn, thật sự rất cực. Đưa dữ liệu lên, sau đó người ta vô người ta coi xong cái đầu nó quất một phát sập luôn cái kênh đó, rồi phải tạo cái kênh khác phải up lại. Nhưng mà trước sau vậy nó cũng quánh, mà cứ mỗi lần mà sập kênh vậy mình bị sập là 6 cái kênh, mỗi lần sập là thật sự rất là buồn các bạn. Buồn bởi vì tại vì cái công sức ngồi up lên nói chung là up lên cực lắm các bạn ơi, nhiều lắm. Thì phim mình quay là phim full HD cho nên nó là rất là nặng. Phim mỗi phim nó được, nhiều khi có phim dài thì nó lên tới 2 GB, có phim lên 4 GB luôn, nhưng mà tối đa là 5 GB, chứ mình chưa có cái phim nào nhiều hơn. Up lên rất là cực và nó quánh sập kênh như vậy thật sự là rất là buồn, nhiều khi cũng suy sụp luôn các bạn, rồi mấy ngày luôn không hứng thú gì đâu để mà ngồi nghiên cứu. Rồi á, là nhiều bạn hỏi sao lâu rồi không thấy lên chương trình, không thấy video, không thấy livestream. Thật sự ra là livestream không phải là cái sở trường của mình. Cho nên là mình nếu có livestream thì mình chỉ livestream một cái video có sẵn thôi. Tức là mình quay quay video trước, rồi sau đó mình sẽ livestream lại cái video mình đã quay rồi. Tại vì mình cắt ghép, mình chỉnh sửa rồi, edit rồi. Đó, rồi mình mới dám đưa lên. Chứ nhiều khi mình nói không như vậy thì mình không có cái khiếu ăn nói bằng những cái anh chị khác. Những anh chị khác thì có tài ăn nói, cho nên người ta nói một lần là được luôn. Còn mình nói thì mình phải coi lại, cô đi coi lại, cô đi coi lại, thấy chỗ nào không vừa ý thì mình cắt bỏ trước khi mình đưa nó lên trên mạng. Cho nên là mình chỉ là chủ yếu là mình livestream cái video có sẵn. Đó. Thì cũng rất là mong các bạn thông cảm cho mình là tại sao mình không có livestream thiệt luôn. Rất là mong các bạn thông cảm. Và thật sự là bây giờ mình chỉ có trông chờ vào cái sự hỗ trợ, cái sự giúp đỡ của các bạn mà thôi. Chứ mình hết làm nổi YouTube rồi các bạn. Mình hết làm nổi rồi.
Mình từ lâu mình đã không có làm YouTube, mình không đưa YouTube, mình đưa lên trên mạng, mình nhờ mọi người up thôi, từ lâu rồi. Vậy mà mình biết có một anh mà mình không tiện nói tên đó các bạn, ảnh làm giùm mình, ảnh lấy video ảnh bỏ lên giùm mình. Ảnh ở nước ngoài luôn, quốc tịch nước ngoài luôn, up lên từ nước ngoài luôn. Vậy mà nó vẫn, và lúc này mình vẫn rất là hy vọng là lần này không có bị là quách sập nữa. Vui lắm, mình vui, mình hứng hở để mà mình ngồi mình làm video thì mình yên tâm rằng là không có bị phá nữa. Đó, vậy mà nó vẫn quánh sập được. Hay cái chỗ đó, cái bọn mà khủng bố mạng á, khủng bố mạng CS mà nó tự xưng là an ninh mạng đó các bạn, nó vẫn quánh sập được cái kênh đó. Và ảnh báo cho mình biết xong là cái kênh bị sập rồi, trời ơi mình buồn, buồn dữ lắm. Cho nên đó là mình làm cái video này, mình rất tha thiết mong các bạn cứ thấy video nào của mình là các bạn đào về, các bạn up lên cái kênh của các bạn. Bạn up lên nhiều kênh đi, bạn có một hai ba kênh bạn up lên, bạn up thì nói chung nếu như bạn up lên mà bạn kiếm tiền được thì tốt, được thì bạn cứ kiếm tiền cho bạn đi, bạn không cần phải gửi cho mình gì hết, bạn chỉ cần là cứ kiếm tiền bạn bỏ túi bạn nếu như bạn kiếm được. Về bản quyền là mình đã nói là free rồi, mình không có giữ bản quyền, cho nên các bạn cứ lấy, bạn nếu kiếm tiền được thì các bạn cứ kiếm thoải mái và bạn cứ lấy bạn xài đi, không có cần phải báo cho mình biết, bạn cũng không cần phải báo, không cần phải gửi, không cần phải xin gì hết á. Còn nếu bạn bị rắc rối về bản quyền, tại vì giả sử cái thằng khủng bố mạng nó lấy cái video của mình nó up lên cái kênh của nó, tại nó là nhà độc tài mà, xong rồi nó đi đăng ký bản quyền, có mình thấy nó có chơi cái chiêu đó đối với chị Lisa, tức là nó lấy video của chị Lisa nó up lên cái kênh của nó, xong nó đăng ký bản quyền, nó nói bản quyền của nó, rồi thằng nào up lên nó báo cáo người ta nè, nó lại chơi cái khủng bố mạng. Tại sao không gọi là an ninh mạng? Bởi vì cái hành vi của nó không phải là hành vi của an ninh mạng. An ninh là người ta bảo vệ cho nó trật tự, bảo vệ bình yên, mà cái này nó phá, cho nên không thể gọi là an ninh mạng mà chỉ có thể gọi là khủng bố mạng CS. Tại vì có khủng bố IS thì bây giờ cũng có CS, đó cũng đều là khủng bố. Và nó chơi cái chiêu đó, đó. Thế rồi chị Lisa chị cũng làm một cái khúc thôi, tức là chị cũng nói rằng là chị cho nên bất cứ người nào đem đăng ký bản quyền là đều là làm là xạo đó, chỉ cần đem cái đoạn video đó trình bày với YouTube thì đó là cái cách của chị Lisa thôi, chứ còn mình thì mình cũng chẳng biết là như tôi, bởi vì thật sự đó là quyền lực đó. Quyền lực đây không phải là quyền lực mà tự nhiên đâu, quyền lực đây là do cưỡng bức mà có. Thì cái quyền lực này á, là nó nằm trong tay cái bọn khủng bố đó, nó là cái người làm lực đó, rồi nó là có bạo lực luôn. Thì nếu như các bạn có gặp rắc rối về bản quyền thì bạn cứ báo cho mình sẽ quay cái video mình nói rằng là mình quay video mình nói rằng là bản quyền này mình tặng cho bạn, mình tặng cho mọi người luôn, và bạn cũng là một trong những người được tặng luôn. Bạn cứ đem ra bạn làm bằng chứng là bạn có bản quyền, nhưng mà không phải độc quyền, có bản quyền nhưng mà không phải độc quyền các bạn đó. Thành ra nếu như bạn kiếm tiền được thì bạn cứ kiếm tiền, còn nếu như bạn không thích kiếm tiền, bạn chỉ muốn là chia sẻ video đó giùm mình, bạn đưa lên trên mạng miễn phí đó, không có quảng cáo gì hết, thì là mình cũng càng là cảm ơn bạn luôn. Cho nên bạn làm cách nào mình cũng cảm ơn bạn, kiếm tiền mình cũng cảm ơn bạn vì bạn phổ biến được cái video của mình, còn bạn không kiếm tiền thì bạn giúp mình chia sẻ mình cũng cảm ơn bạn luôn. Thì giờ chỉ nhờ các bạn giúp thôi, chứ bây giờ mình làm hết nổi rồi, giờ mình có nhờ cái người anh này giờ cũng 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 suy sụp luôn.
làm cho đã đời, mất cũng có mấy cả 2 tháng trời làm, rồi nó quánh cũng vậy, quánh cũng suy sụp luôn. Cho nên là nếu như bây giờ mỗi người cứ up lên 2-3 kênh, mỗi người up 2-3 kênh, không chỉ riêng video của mình đâu mà video của những cái anh chị khác, những anh chị em khác, người ta cũng đã livestream để người ta trình bày cái sự thật, vạch mặt bản chất của tà quyền, thì người ta đều cho free trên mạng. Đó, nó không có vướng vấn đề bản quyền. Cho nên là cũng nhờ các bạn cứ đem gì up đầy trời lên trên đó. Thì lúc đó cái bọn khủng bố mạng nó sẽ là bây giờ nó sẽ bắt đầu nó đi đánh phá, thì nó đánh phá cực hơn. Thay vì bây giờ có một người làm thì nó chỉ cần nó đánh một người này là chết ngắt. Mà bây giờ nếu bây giờ mọi người đều làm như vậy, đều up lên quá trời quá đất như vậy, thì nó đánh phá nó sẽ cực hơn, nó vất vả hơn. Chứ điều đó không có nghĩa rằng là nó sẽ không đánh, nó vẫn đánh đó. Nhưng mà chúng ta có thể, chúng ta đừng có post tập trung một kênh. Ví dụ mỗi kênh ta post 50 video, kênh người ta post 50 video, thì mỗi đó nhiều, nó nhiều kênh nhưng mỗi kênh nó nhỏ 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 vậy đó, thì nó hạn chế bị quánh hơn. Còn cái kênh người ta bắt post lên nhiều quá, cái bắt đầu nó thấy là người theo số lượng người mà đăng ký subscribe đông quá, cái nó quánh. Thì mình hy vọng là cách làm đó thì có thể là sẽ hạn chế được cái sự đánh phá của khủng bố mạng. Và đặc biệt là khi các bạn post lại video của mình thì các bạn yên tâm, các bạn yên tâm, các bạn đặc biệt là các bạn ở trong cái quốc gia hình con giun, các bạn nào đang sống ở ngoài quốc gia hình con giun thì ok rồi. Nhưng nếu đối với những bạn mà đang sống ở trong quốc gia hình con giun thì cũng không có sao đâu. Là bởi vì nếu như mà nó thằng thằng khủng bố mà nó lụm mình, nó lụm đúng không? Thì nó lụm mình trước. Nó lụm mình trước. Chứ nó đâu có lụm các bạn chi. Đó. Nếu mà nó lụm mình trước. Nhưng mà tất cả những cái phát biểu của mình thì bảo đảm với các bạn 100% là đều là nằm trong cái quyền con người, nếu đều nằm trong quyền con người và cũng nằm trong là hiến pháp của quốc gia hình con giun. Cho nên là chắc chắn rằng mình là không có phạm tội gì hết, chắc chắn điều đó, và chắc chắn mình cũng không có là dướng vào bất cứ cái điều nào. Cho nên nó là các bạn yên tâm post lại video của mình mà các bạn sẽ không có bị gì cả. Còn nếu như mình bị quánh hay là mình bị cái gì đó, bị gài, bị gì đó, thì đó là nó chơi bẩn mình, nó chơi bẩn, mà chơi bẩn mình chứ không có chơi bẩn các bạn đó. Nó chơi bẩn là nó kiếm một cái chuyện khác nó gài mình. Ví dụ như là nó giả bộ, ví dụ như mình đi ăn uống cái gì đi, ví dụ thôi, nó bỏ thuốc mê vô chẳng hạn, hoặc là nó đi ngang nó bỏ cái thuốc độc gì vô, nó thuốc mê gì vô đó. Ví dụ vậy đi. Rồi nó, ví dụ như nó, hoặc là nó chơi cái chiêu gì đó, ví dụ như là mình thấy nó có còn cái chiêu gì nè, là có cái cô kia là cổ đi biểu tình, thì các bạn biết rằng biểu tình là nó nằm trong cái quyền con người, và hiến pháp cũng là thừa nhận cái quyền được biểu tình của người dân. Thế cậu này cậu đi biểu tình là cậu đang không có vi phạm pháp luật gì cả, không hề vi phạm. Rồi cậu biểu tình xong mà tại vì cậu ở xa mà cậu đi cậu biểu tình thì cậu mệt quá, cậu vô khách sạn cậu ngủ, cậu nghỉ chứ không phải ngủ, chỉ nằm nghỉ cho nghỉ trưa mà. Thì bắt đầu là nó ập vô, nó biết mà, nó theo dõi mà, nó ập vô khách sạn, nó giọng cửa đùng 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 đùng, thì cái cô này á là đang tắm để mà tắm xong thì nằm nghỉ, thì nó đạp cửa vô, thì cô này đang chỉ là sợ quá, chỉ cần quấn cái khăn thôi chứ chưa có kịp mặc quần áo vô nữa, thì bắt đầu có một cái thằng khủng bố
mà tự xưng là an ninh, nó mới nhảy lên giường, nó cởi quần cởi áo nhảy lên giường, xong nó lấy cái bao cao su nó xé ra, nó phun một cái bãi nước bọt để cho nó nhảy nhảy nhổ nhổ vô đó. Ý nó nói tinh trùng á, ý nó nói vậy đó, nhưng mà thực ra là phun nước bọt vô nhảy nhụa ra đó, khạc nhổ vô đó đó. Rồi nó mới quay phim liền, rồi nó mới kết luận câu này là đang bán dâm đó. Nó kết luận câu ta đang bán dâm để mà nó bôi nhọ, chứ mà thì nó không thể bắt người ta với cái tội là biểu tình được, bởi vì biểu tình là cái quyền, là cái quyền các bạn, chứ đâu có tội gì đâu, nên nó đâu có bắt được cái chuyện đó. Vậy thì nó kiếm cái chuyện khác để mà nó gài bẫy. Hoặc là có một cái ông thầy mà đi làm từ thiện, ông thầy sư thầy này nổi tiếng lắm các bạn, đi làm từ thiện, nó cũng gài ổng cái tội ngủ với gái, vì ổng đang nằm ngủ nó cũng xông vô vậy đó, nó cho một cái con nhỏ khủng bố đóng giả làm đỉ, rồi cái con nhỏ này mới nhảy lên trên giường của ông sư thầy đó đó, cởi quần cởi áo ra nhảy lên trên giường, nó giả bộ lấy cái mền quấn lại, giả bộ hốt quảng. Có clip luôn, các bạn lên YouTube bạn thấy có clip luôn đó. Rồi nó kết luận là ông thầy này giả bộ vận động từ thiện để lấy tiền đi cho gái, các bạn thấy chưa? Đã, nó bôi nhọ người ta là như vậy đó. Nó còn nhiều chiêu rất là bẩn thỉu nữa các bạn. Cho nên nếu như có gài bẫy là nó gài mình, chứ nó không có gài những cái bạn mà post lại video của mình. Đã. Thế còn tại sao có một cái cậu là post lại cái video của một cái chị, đúng không, mà cái cậu này lại là bị tuyên án là 7 năm? Là tại vì cái cậu này post cái video của cái chị đó, mà cái nội dung chị đó nói thì khác nội dung của mình nói. Các bạn hình dung được không? Cái nội dung mà chị đó nói hoàn toàn khác với lại nội dung mà mình nói. Cho nên là bạn không thể suy luận mà nói ô cái thằng kia nó cũng post lại video và nó 7 năm, cho nên tôi không dám post video của thầy Tuấn Ngọc vì tôi sợ 7 năm. Là không phải, tại vì cái cậu đó là post lại video của cái chị đó, mà cái nội dung chị đó với nội dung của thầy Tuấn Ngọc, tức là nội dung mình nói, khác nhau. Nội dung khác nhau, cách nói khác nhau. Và cách nói của mình là mình hoàn toàn có nghiên cứu về nhân quyền, về hiến pháp. Cho nên bảo đảm với các bạn là tất cả mọi lời nói, mọi cử chỉ, mọi cái gọi là những cái phát ngôn, mình đều là suy nghĩ cẩn thận. Cũng đó là lý do tại sao mình không có livestream là như vậy. Bởi vì mình sợ là mình nói hố, sợ nói hố. Cho nên lúc nào mình cũng làm clip, nghe đi nghe lại, chỉnh sửa xong, xuất phim xong, rồi cũng nghe lại thêm một lần nữa, có khi nghe hai lần. Không chỉ riêng các anh chị ở nước ngoài, mà kể cả những cái anh chị nào hiện đang sống ở quốc nội, thì rất mong là các bạn giúp phổ biến video giùm mình. Và nếu được như vậy thì mình thật sự là cảm kích vô cùng, biết ơn vô cùng. Và mình cũng sẽ chuyên tâm vào cái việc nghiên cứu và làm video, chứ không phải lăng tăng rồi lo cho cái việc mà post lên, rồi là cũng lại lo vấn đề làm phim, rồi sau đó là lại là bị đánh sập kênh, rồi lại là buồn bã, rồi lại là mất tinh thần hơn hai tuần các bạn. Thì thực sự ra cái lý do mình ít làm video, lâu lâu mình mới làm, thì nó cũng
Thế vừa rồi là do bị sập kênh, buồn quá. Rồi. Là nhưng mà rồi còn một cái lý do quan trọng nữa. Đó là tại sức khỏe của mình nó không có được khỏe. Mình bị bệnh cũng 5 năm rồi các bạn. Đó, cho nên là mình chỉ một ngày mình chỉ làm việc được ít ít thôi. Đó, làm nhiều quá lại sức khỏe chịu không nổi. Đó, cho nên là mình chỉ làm ít ít chứ không có làm được nhiều như là những anh chị khác. Người ta có sức khỏe, người ta làm nhiều. Thì cũng tại nhiều bạn hỏi là tại sao lâu rồi không thấy đó. Thì mình xin trả lời là như vậy. Cũng rất mong là các bạn thông cảm. Và mình thấy dạo này thì cũng có rất nhiều anh chị lên livestream. Và mình thấy ngày càng xuất hiện nhiều nhân tài. Có nghĩa là thật ra nhân tài là có lâu rồi nhưng mà tại người ta chưa xuất hiện thôi. Thì bây giờ là thấy xuất hiện ngày càng nhiều, xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc. Đó là một cái dấu hiệu rất là đáng mừng. Đó. Mình cảm thấy rất là mừng vì cái thông tin đó. Khi có thêm một nhân tài xuất hiện là mình càng mừng. Còn đối với những bạn mà tự ti, tức là những bạn mà nói rằng thôi tôi nói không hay đó, thì mình nghĩ rằng là các bạn cứ livestream đi, các bạn cứ livestream đi, thì không phải là các bạn nói hay người ta mới nghe đâu, mà quan trọng là các bạn nói chân thành là người ta nghe, các bạn nói chân thành là người ta nghe các bạn. Nếu các bạn nói sai thì lần sau các bạn lên các bạn xin lỗi là xong. Đâu có ai mà chấp nhất cái việc mà các bạn nói sai. Quan trọng nhất là các bạn chân thành, các bạn không có giả dối, không có làm màu mè đó. Ta cứ nói thật lòng mình là được. Thì mình hy vọng là không có người nào mà tự ti để mà cảm thấy rằng là thật sự là các bạn rất là tài năng, nhưng mà các bạn lại một số bạn mà chưa dám livestream đó, thì cứ bạn cứ livestream thử đi, là các bạn sẽ thấy rằng các bạn là một tài năng, các bạn là một bản thể, và mọi người sẽ quan hô bạn, mọi người sẽ ủng hộ bạn đó. Thì vừa rồi mình cũng có biết một chị. Đó, chị này thì cũng hay viết bài. Chị này hay viết bài thôi. Chưa bao giờ chị livestream. Thì mình cũng có nói chuyện. À, mình thấy là cuối cùng là sau khi mình nói chuyện thì chị đó lên livestream. Và chị livestream được 2 lần rồi. Mình không tiện nói chị đó là ai. Ý là mình nói rằng là khi mà chị đã livestream được 1 lần rồi là tự nhiên các chị livestream tiếp. Và chắc là trong tương lai chị còn livestream hoài nữa. À, và thật sự ra là khi các bạn livestream, bảo đảm là mọi người sẽ ủng hộ, sẽ quan ngân. À, miễn là chúng ta chân thành là được. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Và mong là các bạn giúp đỡ, hỗ trợ cho mình là lập mà cái kênh YouTube hoặc là post trực tiếp lên Facebook. Bạn lập ra cái fanpage, bạn lập ra cái fanpage rồi bạn post trực tiếp lên fanpage luôn, post nhiều nơi lên. Mình sẽ chuyên tâm vào làm video. Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều, thật sự là rất là chân thành cảm ơn các bạn. Và chúc cho các bạn thật là nhiều sức khỏe và giữ vững tinh thần. Đó, cho dù là hiện nay là đôi khi chúng ta cũng sao động, đôi khi chúng ta cũng buồn, mà vì mở Facebook lên thấy đánh phá nhau, thấy công kích cá nhân,
rồi thấy nói xấu nhau vân vân, đôi khi cũng buồn. Nhưng mà rất mong là các bạn giữ vững tinh thần, cho dù là cái chuyện gì xảy ra đi nữa thì cũng phải giữ vững tinh thần chứ không lẽ bây giờ bỏ cuộc. Đâu có bỏ cuộc được các bạn, không thể nào bỏ cuộc được hết á. Tại vì còn sống là phải tiếp tục cái công việc, tiếp tục cái sứ mạng của mình. Mỗi người là một bản thể, mỗi người được tạo hóa sinh ra là đã có sẵn một cái sứ mạng rồi. Tạo hóa đã giao sẵn cho một cái sứ mạng rồi, cho nên không thể bỏ cuộc được. Phải hoàn thành cái trách nhiệm của mình, phải hoàn thành cái sứ mạng của mình. Trước khi mình trở về với cát bụi là mình phải thực hiện cho xong cái sứ mạng. Cho nên là cũng mong là các bạn giữ vững tinh thần, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không bao giờ bỏ cuộc. Có thể buồn một hai ngày, thậm chí buồn một hai tuần, thậm chí buồn một hai tháng, nhưng mà sau đó cũng phải quyết tâm quay trở lại để mà tiếp tục cái sứ mạng của mình. Chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.